Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bịch Phương Hằng chặn Hoa Khôi Nam Em nhưng bãi thối nhà quan vẫn tỏa hương. Tiếng nói của Hoa Khôi Nam Em bị dập tắt sau chuỗi ngày livestream bóc phốt showbiz gây chấn động dư luận. Chắc chắn giới showbiz sợ cô Hoa Khôi này xanh mặt. Mặc dù cô chưa bạch hóa bất kỳ tên tuổi nào, có lẽ họ lại sợ Nam Em khui ra như bà Phương Hằng đã từng làm. Có lẽ giới showbiz đã được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cứu. Vào chiều ngày 22 tháng 2, tại buổi họp báo thường kỳ ở Trung tâm Báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở 4T cho biết đang lên kế hoạch phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan để xử lý trường hợp của Nam Em. Sự nhanh nhẩu của cơ quan này đã khiến cho tiếng nói của Nam Em im lặng sau đó. Hình ảnh bịt tiếng nói Phương Hằng bằng công an. Showbiz ồn ào là chuyện của showbiz. Nhà nước chỉ quản lý xã hội bằng pháp luật. Tại sao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lại nhảy vào can thiệp chuyện lùm xùm của giới nghệ sĩ làm gì? Có nhận xét cho biết Sở 4T Sài Gòn làm thế là để cứu quan chức, bởi không ít chuyện chân dài và quan chức vẫn đang diễn ra một cách kín đáo sau hậu trường. Cũng may, Nam Em chưa réo tên một quan chức nào. Nếu cô làm vậy thì ắt hẳn cơ quan nhà nước xử lý cô không phải là Sở 4T mà là công an thành phố Hồ Chí Minh như họ đã từng làm với bà Nguyễn Phương Hằng. Có người nhận xét nếu bà Nguyễn Phương Hằng không động chạm đến Phan Văn Mãi thì chưa chắc là bà đã bị bắt. Chính quyền có hai cơ quan tuyên truyền, phía đảng có ban tuyên giáo trung ương, bên chính phủ thì có bộ thông tin truyền thông. Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn có hai cơ quan như vậy, là ban tuyên giáo tỉnh và Sở Thông tin truyền thông của tỉnh. Đây là hai cơ quan chuyên lo bịt những tiếng xấu cho chế độ, đồng thời cũng bốc thơm cho lãnh tụ và quan chức. Ngoài ra, công an cũng luôn sẵn sàng bịt miệng dân bằng cách hù dọa hoặc đẩy dân vào tù để tránh tiếng xấu của quan chức bị lan truyền trong xã hội. Với nhiều tầng nấc bảo vệ cho quan chức như thế, liệu rằng tiếng xấu của quan chức có bị xì ra và tỏa hương khắp nơi hay không? Trên thực tế, dù có nhiều tầng để bảo vệ che đậy thì cũng chỉ hạn chế một phần nào đó mà thôi. Tiếng xấu vẫn theo nhiều cách mà lọt ra ngoài. Mùi hương của các bãi thối vẫn luôn bay đi theo cách riêng của nó. Dùng tuyên giáo, bộ thông tin truyền thông cùng bộ công an để che đậy, điều này chỉ khiến cho những tật xấu của quan chức có thêm cơ hội phát triển hơn mà thôi. Bởi khi quyền lực khuynh đảo, tự tin triệt hạ mọi nguồn phát tán tin xấu thì họ còn sợ gì mà không làm bậy. Cho nên có thể nói, cách làm của chính quyền cộng sản đã dung túng và nuôi nấng thói hư tật xấu của quan chức. Dùng Sở Thông tin Truyền thông bịt miệng Nam Em. Lâu nay các nguồn tin phi chính thống vẫn có đất sống, dù tuyên giáo cho báo chí quốc doanh ra sức bác bỏ tin xấu ngoài luồng, dù Bộ Thông tin và Truyền thông dùng đủ mọi cách để gây áp lực đối với chủ các trang mạng xã hội lớn, buộc họ bóp tương tác, thậm chí bay màu các nick đưa tin, thì người dân vẫn luôn tìm đến các thông tin phi chính thống. Nguyên nhân là chỉ có những tin tức phi chính thống thì mới lột truồng được chế độ này, cho người dân thấy rõ. Nếu đằng sau tấm áo đẹp đẽ được tuyên giáo mặc cho, chế độ không làm điều gì xấu thì việc gì họ phải e ngại. Thật ra bên trong chế độ cũng có người chán ghét chế độ và chán ghét bọn quan lại xấu xa bẩn thỉu. Cho nên chính họ là những nguồn tin ẩn danh, cung cấp thông tin đấu đá nội bộ ra bên ngoài. Rất nhiều tin tức thuộc diện tối mật, báo chí chính thống của đảng chưa biết, không biết hoặc bị cấm không cho đưa tin, nhưng bên ngoài thì đã biết. Và đó là cách mà hương của bãi thối của chế độ này vẫn đều đều tỏa ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Bịch Phương Hằng chặn Hoa Khôi Nam Em nhưng bãi thối nhà quan vẫn tỏa hương. Tài chính của VinFast bức tranh không hoàn hảo. Ngày 26 tháng 2, BBC tiếng Việt có bài phân tích VinFast thấy gì từ những con số lỗ hàng tỷ đô la. Theo đó, VinFast được cả báo chí trong và ngoài nước chú ý khi công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý 4 và cả năm 2023 vào thứ Năm 22 tháng 2. Tuy nhiên, yếu tố được quan tâm và lượng thông tin được đưa ra lại có sự khác biệt. Báo chí trong nước nhấn mạnh con số doanh thu tăng 91% của VinFast. Báo chí nước ngoài thì quan tâm nhiều hơn tới con số 2,4 tỷ USD lỗ ròng của VinFast trong năm 2023. BBC cho hay có những lo ngại cho rằng việc này có thể dẫn đến cách nhìn nhận không toàn diện và chính xác cho công chúng, cũng như những khách hàng tiềm năng của hãng xe VinFast. Hình ảnh bài trên BBC. BBC liệt kê một số báo trong nước như VN Express, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, chỉ tập trung vào những điểm sáng trong năm qua của VinFast,
như doanh thu tăng 91% so với năm 2022 hay số lượng ô tô bán ra tăng 374%. Tuy nhiên, những con số này chỉ phản ánh phần nào tình hình kinh doanh của VinFast. BBC liệt kê những khó khăn trong hoạt động của VinFast tính đến cuối năm 2023 mà báo chí trong nước không đề cập, như lỗ ròng 2,4 tỷ USD, nợ ngắn hạn là 5,8 tỷ USD, nợ dài hạn là hơn 2,4 tỷ USD, tổng cộng nợ hơn 8,2 tỷ USD, lỗ lũy kế là 7,7 tỷ USD, lượng tiền mặt chỉ còn gần 168 triệu USD, 72% lượng ô tô và 46% lượng xe máy điện được giao cho đơn vị liên kết với hãng là công ty Taxi GSM, mục tiêu bán hàng không đạt, v.v. Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính, VinFast nhận được 16,5 triệu USD tài trợ từ chính phủ, không nói rõ là chính phủ quốc gia nào. Taxi GSM, đơn vị sử dụng xe VinFast và cùng trong hệ sinh thái của Vingroup. BBC dẫn lời chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đánh giá rằng nếu chỉ nhìn vào báo cáo tài chính của VinFast thì bức tranh không còn hoàn hảo nữa. Với hàng chục ngàn xe giao cho GSM, chúng ta phải xem công ty đó lỗ hay lời. Nhà phân tích này đánh giá rằng các báo chí trong nước đưa tin có thể tạo ra kỳ vọng ảo cho người đầu tư. Ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng việc các doanh nghiệp áp dụng phương pháp làm đẹp báo cáo tài chính để hấp dẫn các nhà đầu tư cổ phiếu là rất phổ biến ở Việt Nam và cả ở Mỹ. Trong trường hợp của VinFast, ông Hiếu cho biết phải đợi kết quả kiểm toán của báo cáo, cũng như phải biết công ty kiểm toán là ai. Ông Hiếu cũng nhắc lại về sự tăng trưởng bất thường của cổ phiếu VFS khi mới lên sàn chứng khoán Nasdaq. Sự tăng trưởng như vậy, theo tôi, cần phải quan sát và cẩn trọng. Báo chí trong nước xem những sự tăng trưởng đột biến như thế là tin rất vui, ông nói. Thái độ của tôi hết sức cẩn trọng khi nhìn thấy những con số của VinFast. BBC nhắc lại việc đầu năm 2023, nhà báo Matt Farah, chuyên về xe ô tô, từng xác nhận rằng ông được VinFast mời tới Việt Nam để trải nghiệm xe và đề nghị tặng số tiền 10.000 USD để ông lái thử sản phẩm. Ông cho rằng điều này thật mờ ám. Đồng thời, BBC cũng nhắc tới chia sẻ của nhà báo người Mỹ Calvin Williams về sự khác lạ mà ông nhận thấy trong cách làm truyền thông của VinFast vào đầu năm 2023. Trong một bài viết của ông trên trang web Jalopnik, một trang web chuyên đưa tin về ngành ô tô, ông chia sẻ cách VinFast làm truyền thông khiến cho nhà báo cảm thấy như bị đe dọa. Williams cũng nhắc lại vụ ông Trần Văn Hoàng, một YouTuber chuyên về ô tô của Việt Nam, từng bị công an mời và bị VinFast kiện khi ông quay video mô tả các lỗi trên chiếc xe VinFast Lux A2.0 và đăng trên kênh YouTube Google TV, do ông Hoàng điều hành với hơn 455.000 người đăng ký. Tương tự, BBC nhắc đến bài viết có nhan đề Sự trỗi dậy của đế chế Vingroup mà nhà báo John Reed trên tờ Financial Times xuất bản tháng 6 năm 2019 cũng đề cập đến việc ông được đưa cho phong bì tiền trong một cuộc họp báo của Vsmart, một công ty khác trực thuộc Vingroup. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tài chính của VinFast, bức tranh không hoàn hảo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.